Kamen Rider Tycoon Sakurai Kewa, anh ta có thể xem là nhân vật chính đích thực của series Kiss khi toàn bộ đoạn đầu của series là giới thiệu về anh chứ không phải là Ukyo-A. Phần nhân vật chính là Ace có lẽ hướng tới việc giải mã những bí ẩn liên quan tới Desire and Rit. Nhưng nếu một nhân vật chính cơ bản thì có lẽ Kewa là đóng một vai trò vô cùng tốt. Kewa là một người cực kỳ tốt bụng, anh luôn hướng tới một thế giới hòa bình trong lần đầu tiên phỏng vấn, bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mặc dù việc này đã khiến anh trượt phỏng vấn, nhưng nó không làm cho Kewa bớt đi niềm tin cũng như hy vọng một thế giới. Những lý tưởng cao đẹp này của Kewa sẽ luôn được thử thách trong toàn bộ series, và anh liệu có sa ngã vào con đường tuyệt vọng khi tất cả mọi thứ đổ sập xuống trước mắt anh? Có phải anh chỉ đơn giản là một người có được tất cả mọi thứ, có được người chị luôn yêu quý mình cũng như cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người chị của anh, nên Kewa mới có thể nói ra những lời lẽ cao đẹp như bảo vệ thế giới? Khi mất đi những thứ đó, liệu anh có còn cao thượng hay anh sẽ sa ngã vào sự tuyệt vọng? Nhưng khoan, hãy nói tới sự thay đổi của Kewa. Sau khi rời khỏi công ty vì trượt bộ phỏng vấn, anh đã gặp một chàng trai bí ẩn là Ukyo-A với tư cách là Kamen Rider Kiss. Anh ta đã chiến đấu cực kỳ dũng mãnh vì đám Yamato và truyền nguồn động lực to lớn cho Kewa. Có lẽ đó là hình ảnh người anh hùng mà anh luôn tưởng tượng. Nhưng tính cách của Ace không giống với tưởng tượng của Kewa. Nhưng anh cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về kẻ mà anh mới gặp mặt, Ace. Thế giới đã một lần nữa bị thay đổi, và thật tình cờ, anh đã được chọn để tiếp tục trò chơi tiếp theo của Desire and Rit, trở thành một Kamen Rider, chấp nhận nó cùng với chiếc Desire River. Anh đã có Core ID của một chú lửng với tông màu xanh lá và chuyển hóa anh trở thành Kamen Rider Tycoon, bắt đầu cuộc hành trình để tranh giành điều ước thật sự.